Bạn có thật sự tự tin vào làn da của mình? Gel mặt nạ ngũ nghệ Nano Moomery là sự kết hợp hoàn hảo của tinh nghệ Nano Curcumin và các thành phần từ thiên nhiên, an toàn và lành tính. Nuôi dưỡng da, đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào da, đào thải sắc tố, ngăn cản các tác động từ môi trường tới làn da, làm trắng da, giúp da săn chắc. Chỉ 30 phút mỗi ngày, hãy để gel mặt nạ ngũ nghệ Nano Moomery nuôi dưỡng làn da bạn suốt đêm dài. Mặt nạ ngũ Organic Nano Curcumin Moomery cho làn da mịn màng tươi sáng.